À, xin chào vị trả lời chương trình trực diện TV. Sau cái hội nghị mà cấp cao lần thứ 37 của khối ASEAN đã chính thức kết thúc và ngày hôm qua là ngày 15 tháng 11 năm 2020, thì ông Nguyễn Xuân Phúc với tư cách làm đại diện cho Việt Nam và đại diện cho các nước ASEAN, bởi vì Việt Nam hiện giờ làm chủ tịch của cái khối ASEAN. Và cái lần này cũng là một cái lần rất là lịch sử, một cái lần hội nghị nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt bởi nhiều cái yếu tố. Trong đó thứ nhất là vì cái Covid-19, cho nên là các nước họp với nhau theo kiểu là trực tuyến, rồi ngay cả cái việc mà thông qua các văn kiện hoặc là ký kết các cái văn kiện đi nữa cũng kể cả ký kết hiệp định cũng phải là trực tuyến nữa. Và lần này đó thì Việt Nam có một cái cột mốc đánh dấu là cái nước chủ nhà và chính đại diện phối hợp cho các nước để ký một cái văn kiện rất là quan trọng. Thì lần này nó cũng giống như cái lần trước kia là Việt Nam ký cái CPTPP vào năm 2018 cũng vậy. Lúc đó thì chúng ta nhớ là cái sự kiện Việt Nam làm coi như là tổ chức của cái nhóm họp mà của APEC á, ở tại Việt Nam. Và lần này thì Việt Nam là cái nước chủ nhà của cái khối ASEAN, dĩ nhiên là chỉ là họp trực tuyến thôi, nhưng mà nó cũng vẫn đánh dấu cái cột mốc. Và sau khi ngày chiều hôm qua thì ông Nguyễn Xuân Phúc có trả lời các cái báo chí của Việt Nam và báo chí của thế giới về những cái vấn đề liên quan tới cái hội nghị này. Và trong đó thì ông Phúc có nêu ra và đánh giá rằng cái hội nghị này có đến là 20 các cái cuộc họp mặt cấp cao và thông qua đến 80 các văn kiện. Đây là một cái số lượng văn kiện khá là đồ sộ và lớn nhất từ trước tới nay. Và coi như là đây là một cái thời điểm mà đánh dấu rằng các nước ASEAN gồm 10 nước và 5 nước bên ngoài á, có một sự đồng thuận để thông qua một cái hiệp định là ACEP, mình gọi tắt là giống như ASEP đi. Thì cái hiệp định này đó nó làm cho một cái môi trường kinh doanh chung của những cái 15 nước, coi như là trong cái khu vực châu Á, nói đúng hơn là cái khu vực mà xung quanh cái khối ASEAN. Và ông Nguyễn Xuân Phúc cũng có nói về cái việc mà cái thành tựu của cái việc mà chống Covid-19 của khối ASEAN và cái sự phối hợp cũng như là tìm ra các cái giải pháp và để mà làm sao vừa chống chọi được dịch bệnh và vừa phát triển được cái kinh tế trong khu vực, cũng như là nhiều cái vấn đề khác, nói nhiều về vấn đề mặt kinh tế để mà chuẩn bị cho các cái doanh nghiệp ở trong khu vực đó tiến hành mà tìm hiểu các cái hiệp định này để mà có những cái sự phát huy hơn hoặc là họ tự cải tiến để mà đạt được cái thành quả tốt hơn. Và có khá nhiều các cái câu hỏi đã được đặt ra trong cái vấn đề này. Thì thật ra thì cái hiệp định gọi là ASEP á, có thể nói rằng là đã có nhiều ý kiến rất là khác nhau. Ngay cả những cái người hoặc báo chí Việt ngữ ở bên ngoài Việt Nam cũng vậy nữa, nhất là những cái người mà họ có chống đối với cái chính phủ Việt Nam hoặc là chống đối Trung Quốc hoặc là chống đối chính quyền của Tổng thống Donald Trump, thì họ đưa ra rất là nhiều cái sự chỉ trích và họ nói rằng là chính quyền đổ lỗi cho chính quyền của Tổng thống Donald Trump khi mà hủy cái rút cái tên của Hoa Kỳ ra khỏi cái hiệp định TPP là chẳng khác nào đã đẩy Việt Nam, đẩy Trung Quốc vào cái thế là làm bá chủ trong cái khu vực đó, để cho Trung Quốc có một cái hiệp ước rất là quan trọng, và cái hiệp ước đó nó còn mạnh hơn cái hiệp ước của TPP khi mà Mỹ không có tham gia. Và ông Trump là cái người đã đưa Trung Quốc lên, nói chung là chống Trung Quốc nhưng mà thật ra là lòn tay trong để mà để cho Trung Quốc nâng lên cái vị thế như thế, thì thực tế nó có đúng như thế hay không? Và họ nói rằng là cái TPP đó là có lợi cho Trung Quốc chứ không có lợi cho Hoa Kỳ và cũng không có lợi cho Việt Nam. Và cũng như là nhiều ý kiến rất là khác nhau. Thì thật ra đó thì trong cái vấn đề này nó có khá nhiều các yếu tố và chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu sau. Tuy nhiên thì bên cạnh cái việc mà kinh tế đó, cái hiệp định mà gọi được ký kết ASEP ra, thì các cái báo chí nước ngoài cũng có hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc là khá nhiều các cái vấn đề. Và như là cái phóng viên mà AFP đó đã có hỏi ông Nguyễn Xuân Phúc về cái việc mà bầu cử của Tổng thống Mỹ như hiện nay, đây là một cái vấn đề hết sức là thời sự, và hỏi rằng nếu như mà ông Joe Biden mà đắc cử đó thì cái việc mà chú ý đến vấn đề nhân quyền của khối ASEAN và như vậy đó thì các nhà lãnh đạo của ASEAN có thảo luận các vấn đề này không và cái kết quả nó như thế nào, và cái người này họ muốn hỏi thêm là cái ASEP sẽ tác động như thế nào đối với ASEAN và Việt Nam.
Ấn Độ không tham gia thì ASEP có muốn tham gia vào thì có tạo cái cơ hội thuận lợi hay không? Thì thật ra thì cái vai trò của Ấn Độ được, bởi vì ngay từ đầu đó, khi mà các cái khối ASEAN rồi có một cái sự mà tiếp xúc với 6 nước, tức là ASEAN mới đầu là ASEAN cộng 3, rồi sau đó mời thêm mấy cái nước, ba nước khác nữa là Ấn Độ rồi Úc với New Zealand, tức là ASEAN cộng 6. Nhưng mà cuối cùng thì hồi năm rồi chúng ta biết rõ ràng là giữa Trung Quốc với Ấn Độ có gặp rất là nhiều các cái sự mà đụng độ với nhau, cho nên là giữa hai cái nước này đó bây giờ là Trung Quốc nói là nước Ấn Độ họ nói là ở đâu có Trung Quốc là có lẽ là họ không có, tức là họ bây giờ họ không muốn quan hệ với Trung Quốc, cho nên thành ra trong cái hiệp ước được định này đó thì không có Ấn Độ. Và ông Nguyễn Xuân Phúc được có trả lời rất là rõ là ông Nguyễn Xuân Phúc cũng như là cái khối ASEAN hay là cái hiệp ước này đó lúc nào cũng chờ đợi Ấn Độ và sẵn sàng mở cửa để mà Ấn Độ quay lại, nếu như mà Ấn Độ sẽ sẵn sàng coi như là chào đón thôi. Và nói về cái việc mà bầu cử tổng thống thì ông Nguyễn Xuân Phúc anh nêu rõ là Việt Nam tôn trọng quyết định của những người dân Hoa Kỳ, và dù ai thắng thì nước Mỹ vẫn là người bạn, vẫn có quan hệ tốt đẹp với Việt Nam trên tinh thần là hiểu biết tôn trọng lẫn nhau. Và đó là vấn đề về quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Còn quan hệ giữa ASEAN với Hoa Kỳ vẫn tốt đẹp như vậy, và ASEAN chưa thảo luận các vấn đề về nhân quyền mà ông Joe Biden đã có, nếu mà có nêu ra. Và vì đây không phải là cái chủ đề mà các nước ASEAN đưa ra thảo luận. Còn cái hợp tác lớn nhất giữa ASEAN Hoa Kỳ là thương kinh tế, thương mại, đầu tư, vì cái đối tác thương mại lớn thứ hai, bởi vì Hoa Kỳ là cái đối tác thương mại lớn thứ hai của khối ASEAN, có đến làm cái đầu tư trực tiếp đó, FDI nó lên tới là 330 tỷ Mỹ Kim vào cái khối ASEAN. Thì thật ra đó thì chúng ta thấy rằng cái việc quan hệ giữa Việt Mỹ đó thì trong 25 năm qua thì lúc đầu đó thì có lẽ là Việt Nam cũng chưa có quen với Hoa Kỳ đâu, bởi vì cũng chưa có hiểu rõ được cái cách bầu cử hay là cách cái vận hành chính trị của Hoa Kỳ như thế nào, và cái cách mà tác động vào các cái chính sách của Hoa Kỳ đó nó đi ra làm sao. Nhưng mà sau này thì sau 25 năm thì rõ ràng là đến bây giờ thì Việt Nam đã trải qua rất là nhiều các cái đời tổng thống rồi, và từ trong đó có Cộng hòa, có Dân chủ, và những cái chính sách họ cũng thay đổi lung tung hết. Nhưng mà Việt Nam vẫn tiếp tục quan hệ, dù cho đảng Dân chủ hay đảng Cộng hòa thì Việt Nam vẫn ngày càng nó khăng khít hơn thôi. Thí dụ như ông Dân chủ nhiệm kỳ trước thì đến ông Cộng hòa nhiệm kỳ sau thì quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ nó càng chặt hơn. Và như là cái thời điểm như hiện nay thì rõ ràng chúng ta thấy là trong cái lúc mà ông Trump đó đang lãnh đạo của cái chính phủ Hoa Kỳ thì cái quan hệ giữa Việt Mỹ lên rất là cao. Cái kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Hoa Kỳ năm rồi là 74 tỷ mấy, coi như 75 tỷ mấy, coi như là đây là một cái cột mốc rất là đã là kỷ lục rồi. Nhưng mà năm nay đó còn dự tính nó còn hơn nữa, năm nay người ta dự tính có thể là lên tới 90 tỷ Mỹ Kim hoặc là trên 90 tỷ, thì đó là một cái mức mà nó rất là quan trọng. Và rõ ràng đó thì ông Nguyễn Xuân Phúc nói rằng là ở Việt Nam mà tôn trọng các cái quyết định của người dân Hoa Kỳ thì điều này nó đâu có gì sai đâu. Rõ ràng là người dân Hoa Kỳ đang bầu tổng thống và người dân Hoa Kỳ đang bỏ phiếu, và ông Trump và ông Biden á, ngay cả ông Trump thì nói rằng tố cáo ông là có một sự gian lận các phiếu bầu, thật ra thì nó ảnh hưởng kết quả là liên quan đến phiếu bầu, và tôn trọng những cái pháp luật của Hoa Kỳ, pháp luật của Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có giải quyết được. Và về chính thức á, thì Hoa Kỳ bây giờ vẫn chưa có cái tổng thống đắc cử, cho nên là ở Việt Nam không có một sự chúc mừng hoặc là không có sự ghi nhận cái người tổng thống đắc cử là cái chuyện rất là đúng. Có nhiều người nói là Việt Nam có lẽ là có một sự quan hệ thân thiết hay là đặt cược vào ông Trump, cho nên là thành ra không có dám mà đưa ra lời lẽ chúc mừng cho ông Joe Biden. Có khá nhiều các cái tờ báo Việt ngữ, ví dụ như tờ Vo hay là BBC Việt ngữ hay nhiều cái tờ khác cũng đưa những cái bài viết nói rằng ở Việt Nam tại sao là chậm trễ như thế này như kia. Thì thật ra đặt cái vấn đề này nó không có đúng, nó hoàn toàn nó sai. Chúng ta thấy coi như trên thế giới có khoảng chừng 200 nước và các cái vùng lãnh thổ các thứ này kia cái nọ, nhưng mà có bao nhiêu các cái nguyên thủ đã có những cái lời chúc mừng đối với ông tổng thống gọi là truyền thông dựng lên đó, ông Biden, thì thật ra nó rất là ít. Trong đó một số những cái đồng minh hay là những cái người mà có quan hệ thân tín đối với ông Joe Biden từ trước tới giờ, cho nên là họ vội vàng họ đưa ra, hoặc là những cái yếu tố chính trị chẳng hạn. Thí dụ như Trung Quốc chúng ta thấy là trong tuần trước á, họ rất là dè dặt khi mà ông Uông cái ông mà phát
phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao của Trung Quốc đó, phó phát ngôn viên ông Uông Văn Bân gì đó, thì ông ta mới đầu thì nói rằng là tôn trọng và đợi cái quyết định của người dân Hoa Kỳ và tôn trọng pháp luật của Hoa Kỳ, nhưng mà cuối cùng thì ông ta lại chúc mừng ông Joe Biden, như bởi vì ông Trump đã ra một cái quyết định coi như là phạt đối với 31 các cái công ty của Hoa Kỳ, của Trung Quốc liên quan đến cái vấn đề mà quân đội của Trung Quốc. Thì ông Trung Quốc họ thực hiện, họ trả đũa thôi, nhưng mà ở Việt Nam không có cái nhu cầu đó, Việt Nam không có vội vàng gì hết, bởi vì Việt Nam quan hệ với Hoa Kỳ là bởi vì trên chính sách chung chứ không phải là theo đảng phái. Nếu mà Việt Nam mà quan hệ với Hoa Kỳ theo cái kiểu đảng Dân Chủ hay đảng Cộng Hòa thì chắc chắn là Việt Nam rất là bất lợi. Và rõ ràng bây giờ đó thì ở Việt Nam thì quan hệ Hoa Kỳ là Hoa Kỳ mà có kết hợp với Việt Nam, ký kết ra các văn kiện ở Việt Nam, thì thật ra cái đời tổng thống của Dân Chủ Cộng Hòa gì lên á, người ta có thể thay đổi một số về cái chính sách đối ngoại, cái chính sách mà kinh tế này kia cái nọ, nhưng mà về cái nguyên tắc chung á, gần như cũng không thay đổi lắm. Hoặc là có thể nó chậm một chút, có thể nó nhanh một chút, có khi nó tích cực cái mảng này, nó chậm đi cái mảng kia, chứ thật ra thì nó cũng không có phải là thay đổi một cách hoàn toàn. Và dù gì đi nữa thì cái thị trường của Việt Nam rất là quan trọng, và cái vị thế địa chiến lược của Việt Nam á, có thể nói là quan trọng bậc nhất trong mắt của Hoa Kỳ trong khu vực ASEAN. Và cái khối ASEAN thì như chúng tôi đã nói rồi, cái thị trường rất là lớn, là Hoa Kỳ không thể bỏ qua được. Nếu mà có thể mà tách rời Trung Quốc á, nếu có đi nữa thì Hoa Kỳ cũng không thể là bỏ khối ASEAN, bởi vì cái khối này nó có tới 650 triệu dân, một cái không có, nó gấp đôi cái dân số Hoa Kỳ. Cho nên là chắc chắn một điều rằng về cái ổn định khu vực, về cái kiềm chế Trung Quốc, hay là vấn đề muốn cạnh tranh Trung Quốc, hay là về vấn đề muốn đa dạng hóa về cái chuỗi cung ứng, hay là bất cứ chuyện gì đi nữa, thì rõ ràng Hoa Kỳ vẫn là chọn cái khối ASEAN là cái điểm thôi. Và ngay cả cái chính sách của đảng Dân Chủ vậy, cụ thể nhất là trong cái thời ông Obama, ông ta đã liên hệ rất là trực tiếp đến những nước trong cái khối APEC, rồi ngay cả những nước ASEAN và trong cái khu vực này. Và thì họ đã có những cái chiến lược để mà xây dựng một hiệp định gọi là TPP nữa, chúng ta thấy rất là rõ. Và bây giờ đó thì xung quanh cái hiệp định gọi là ASEP, thì thật ra đó như là cái câu hỏi của phóng viên AFP đó, rồi người ta nói rằng là cái việc mà ông Joe Biden và Liên đưa ra một số các ý kiến về vấn đề mà dân chủ nhân quyền đối với ASEAN, thì thật ra thì khi mà nhắc đến cái đảng Dân Chủ thì lúc nào người ta cũng đi kèm với cái việc là dân chủ nhân quyền các thứ này kia cái nọ. Thì cái đảng Dân Chủ ở Hoa Kỳ đó thì lúc nào cũng muốn đi giới thiệu với nước ngoài, với thế giới, họ muốn xuất khẩu về vấn đề mà dân chủ nhân quyền Hoa Kỳ, mà về luật pháp của Hoa Kỳ, về cái cách mà họ cho rằng ở Hoa Kỳ như thế là tiên tiến để mà rao giảng lên thế giới. Và lần này thế thì có lẽ là họ cũng bị ảnh hưởng rất là lớn, và bởi vì trong cái việc mà kiện tụng bầu cử, bị tố cáo gian lận bầu cử, thì cái nền mà dân chủ hay cái nền mà lập pháp của Hoa Kỳ đó, nó hoàn toàn nó bị thách thức. Cho nên là họ cũng rất là buồn, họ cũng không có muốn cái điều này đâu. Nhưng mà rõ ràng bây giờ cái luật pháp là luật pháp, và cái quyền hạn của những người mà ứng cử viên thì bắt buộc phải tôn trọng thôi. Nhưng mà họ sử dụng các cái truyền thông có thể là họ che đậy, họ làm đủ thứ chuyện hết. Thì đó là cái điều mà nhiều người họ nói là ở dân chủ của Hoa Kỳ bây giờ cũng đang rất là rối, thậm chí là anh không thể đi đâu giảng được nữa, bây giờ anh phải lo ổn định cái nước anh đứng đi. Thì cái đảng Dân Chủ lúc nào cũng nói về cái nền nhân quyền, chúng ta nhớ kỹ trong các cái nhiệm kỳ của tổng thống mà Dân Chủ đó, thì nhiều người đó đưa cái người Dân Chủ lên đi, thì có lẽ là ở bên Việt Nam người ta sợ hơn và yêu cầu thả các cái tù nhân chính trị, hoặc là chính quyền Việt Nam sẽ nới lỏng cái quyền này quyền kia cho người dân hơn, và người dân sẽ được tự do này kia cái nọ hơn. Thì thật ra nó có đúng như thế hay không, thì chúng ta thấy rằng vẫn có những cái trường hợp là có những cái sự liên hệ liên kết gì đó của một số các cái văn dân biểu đó, mà của cái đảng Dân Chủ chẳng hạn, khi mà họ tác động đối với Bộ Ngoại giao của Việt Nam, hay là tác động thẳng được cái Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ để mà tác động về cái vấn đề này vấn đề kia của Việt Nam, như là thả tù nhân, hay là đề nghị cái này cái kia cái nọ, một số những cái luật lệ gì đó đủ thứ chuyện hết. Thì thiết nghĩ là nó thực tế vẫn có, nhưng mà nói rằng họ có quyền để mà làm điều này điều kia thì thật ra là không, mà nó cũng cái hiệu quả cũng rất là thấp. Ví dụ như chúng ta thấy là trong cái thời mà của đảng Dân Chủ trước kia, là cái bà dân biểu của cái đảng Dân Chủ đó, bà Sanchez á,
cũng rất là hầm hổ khi mà qua Việt Nam cũng la lối đứng trước lãnh đại sứ quán của Hoa Kỳ cũng nói lung tung, nhưng mà cuối cùng thì ở Việt Nam họ cũng cấm vào, họ không cho vào nữa, thì họ không cho vào nữa thì cái chính quyền Hoa Kỳ không có đâu có ý kiến gì đâu, họ cũng không thể nào can thiệp cho bả được, mà ngay bản thân của bả là một cái người mà trưởng khối gì đó ở bên trong cái hạ viện, nhưng mà bà ta cũng không thể nào tự bảo vệ cho bà ta được, không thể là yêu cầu Việt Nam cho cái visa để mà vào được, thì cuối cùng chúng chỉ dừng ở đó thôi. Và những cái sự múa ma, những cái sự mà ý kiến ý cò nó cũng chỉ ở mức độ đó. Và bây giờ nói về cái khối ASEAN, về vấn đề mà dân chủ nhân quyền đó của ASEAN, thì thật ra các cái nước ASEAN họ có một cái nguyên tắc chung là không có can thiệp vào công chuyện nội bộ của nhau, theo cái kiểu là tôn trọng độc lập chủ quyền. Và cái khối ASEAN không phải là cái khối mà giống như NATO hay là những cái khối mà của châu Âu á, nó có cái vấn đề nó sâu hơn, nhưng mà ở ở ASEAN người ta nói là cái sự mà hợp tác nó không có phải mà can thiệp quá sâu vào cái vấn đề nội bộ. Và khối ASEAN thì nó cũng có những cái cấu trúc rất là khác nhau, thí dụ như là cái dân chủ nhân quyền những nước nó định nghĩa rất là khác nhau nữa. Và bây giờ mình nói cái khối ASEAN là nước nào là nước có dân chủ nhất, thí dụ như là trong các cái chỉ số về tự do kinh tế các thứ đó, thì người ta thấy là hình như là Singapore với Malaysia thì rất là nổi trội, ngay cả Indonesia cũng là một thu hút đầu tư rất là nhiều. Kế đó là Thái Lan các thứ này kia, nọ là Việt Nam nữa. Nhưng mà nói về cái quản lý xã hội đó và cái dân chủ nhân quyền trong đối với các nước, thì rõ ràng trong ASEAN cũng rất là nhiều người bị đánh giá rất là khác nhau. Thí dụ như là cái trường hợp của Miến Điện chẳng hạn. Miến Điện hồi trước kia Mỹ cũng là cái nước mà lớn tiếng ca ngợi bà Aung San Suu Kyi, rồi bà Aung San Suu Kyi thì sau đó thì cũng như là một người đấu tranh dân chủ nhân quyền, một cái người mà xả thân vì đại nghĩa, là chống lại bạo quyền, chống lại cái chính quyền mà gọi là quân nhân các thứ này kia, nọ là phi dân chủ các thứ. Nhưng mà bây giờ khi mà dựng lên rồi phát cho hàng loạt những cái bằng cấp, những cái giấy khen, ngay cả luôn là phát cái quân chương, hay là đúng hơn là cái giải Nobel hòa bình đó. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Bây giờ ở trong cái giới cái sự quản lý của hoặc là tham gia của cái chính phủ bà Aung San Suu Kyi, thì cái đất nước đó nó mâu thuẫn xã hội còn dữ dằn nữa, mà cái đấu tranh chẳng những là sắc tộc không, mà vì vấn đề tôn giáo coi như không thể nào khắc phục được. Và nhiều cái tổ chức á, mà đã phát giải thưởng cho bà này á, bây giờ người ta không muốn lấy lại nữa, và bà ta không còn là cái hình mẫu để mà đi rao giảng cho bên ngoài nữa. Lúc đầu khi mà bung lên những cái trường hợp như thế đó, thì nhiều cái người mà giới đấu tranh dân chủ gì đó, nhân quyền cho Việt Nam, hay là những người mà chống đối Việt Nam và hô hào Việt Nam, nói Việt Nam là phi dân chủ hoặc là chính quyền công an trị các thứ này kia nọ, thì họ lại đưa cái hình mẫu của bà Aung San Suu Kyi ra để mà giống như là làm ra một cái nguồn cảm hứng cho những người trong Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì đến hôm nay chúng ta thấy rõ ràng như thế nào, cái hình tượng nó hoàn toàn bị sụp đổ. Và cái đất nước Miến Điện thì các nước ASEAN người ta cũng không có can thiệp vô nhiều. Và bây giờ ở Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ nói gì với các nước này, nói gì với bà Aung San Suu Kyi, trong khi Hoa Kỳ, nước Anh hay là nhiều cái nước châu Âu đã từng dựng bà ta lên, từng bỏ phiếu cho bà ta được giải này giải kia, và còn rước bà ta đi qua bên Hoa Kỳ và đưa vào nghị viện, rồi đưa đi giới thiệu đủ thứ chuyện hết, làm như là một cái hình mẫu, một cái người đấu tranh dân chủ nhân quyền, đem lại quyền sống, quyền tự do cho người này người kia. Nhưng mà cuối cùng thì bà ta không chấp nhận cho những cái người mà đạo Hồi, đạo này đạo kia sống trong cái đất nước của bà ta, và thậm chí bà ta thực hiện hàng loạt những cái sự vi phạm nhân quyền nó còn trầm trọng hơn cả cái chính quyền của thời ông thời mà của quân đội quản lý nữa. Hoặc là trong cái trường hợp của cái nước Thái Lan chẳng hạn, bây giờ chúng ta thấy rõ ràng là rất là nhiều các cái sự biến động. Thái Lan một cái nước gần như là đồng minh của Hoa Kỳ, và có một sự quan hệ lâu đời với Hoa Kỳ, và có nước có một hiệp định hợp tác rất là chặt chẽ ở Hoa Kỳ trong cái đề làm ăn kinh tế, ngay cả các hợp tác quốc phòng nữa. Nhưng mà nước Thái Lan thì như thế nào? Rất là bất ổn, có một cái thể chế gọi là dân chủ mà nó rất là nửa vời. Nó vừa quân chủ mà những quân chủ nó cũng không tới nơi nữa. Rồi người dân thì nó biểu tình và nó thay đổi các cái chính thể liên tục, mà cái kiểu là đảo chánh các thứ này kia nọ, thì thật ra nó tạo ra rất là nhiều các sự khó khăn cho những người dân Thái Lan. Và bây giờ thì Hoa Kỳ có can thiệp như thế nào? Hoa Kỳ cũng lâu lâu cũng lên tiếng nói thì yêu cầu như này, quan ngại như kia, nhưng mà luật pháp của Thái Lan có dân chủ hay không? Trong khi cấm người dân á, ví dụ như
người ta chỉ trích rằng ở Việt Nam không có được cất lên tiếng nói, không có được coi như cái quyền mà phát biểu ý kiến, quyền tự do này kia để xâm phạm. Nhưng mà trong trường hợp của Thái Lan thì sao? Thái Lan không được quyền nói đụng chạm tới, chẳng những là vua mà không được quyền chạm động chạm tới hoàng tộc luôn nữa, và có khá nhiều các cái điều cấm kỵ, và những cái luật mà họ có giống như luật biểu tình, luật này luật kia vẫn bị vi phạm như thường, và vẫn bị các cái lần bảo tránh chúng ta thấy rất là rõ, họ cấm biểu tình, họ đàn áp biểu tình, thậm chí là luật pháp can thiệp vào. Ví dụ như quyền tự do về chính trị đó, nhiều khi họ tòa án can thiệp vào là họ hủy luôn, thậm chí là họ coi như là họ xóa cái vai trò của đảng đó luôn. Ví dụ một cái đảng nào đó họ nói là có cái vi phạm gì đó, họ chơi cái màn là họ giải tán cái đảng đó. Thì thật ra những cái điều đó nó vi phạm. Ví dụ như chúng ta thấy ở Hoa Kỳ đó, tòa án tối cao họ rất là tối kỵ khi mà họ can thiệp vào những cái quyết định liên quan đến vấn đề chính trị, nhất là đảng phái. Những cái đảng phái trước đây cũng có những cái sự vi phạm hay là những cái tố cáo lẫn nhau như thế này. Thí dụ như trong cái trụ Watergate chẳng hạn, thì một cái đảng nghe lén cái họp của cái nội bộ của cái đảng kia, nhưng mà cái cuộc họp đó thì rõ ràng là vi phạm rồi, có tổ chức của những người trong cái đảng đó. Nếu như nói ở cái đảng đó vi phạm, người ta đã tòa án đã can thiệp và giải tán cái đảng rồi, thì một cái đảng dân chủ hay là một cái đảng cộng hòa ở Hoa Kỳ mà bị giải tán thì điều gì xảy ra? Nó sẽ tạo ra một cái thế gọi là độc tôn thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng mà không có, ở Thái Lan họ có thể họ họ làm. Chúng ta cứ lâu lâu nghe nói là cái quyết định của tòa án là giải tán của cái đảng này, giải tán nhóm kia lung tung sờ ngầu hết, và cái nước ASEAN cũng khá nhiều lắm. Ví dụ như trong trường hợp của Indonesia hay là trường hợp của Philippines thì cũng cũng rất là nhiều các cái sự biến động, rồi cái sự quản lý của họ về đấu tranh sắc tộc, tôn giáo, đủ thứ chuyện hết. Thì thật ra đó, những cái điều này nó có điều có liên quan đến Hoa Kỳ, điều có liên quan đến những nước của châu Âu và cả thế giới, và trong cái quan hệ của ASEAN đó, nó chỉ dừng lại ở mức độ thôi. Và kể cả trong cái Việt Nam, ví dụ như nói rằng ở Việt Nam không có cái vấn đề mà được tự do phát biểu, tự do này kia cái nọ, thì chúng ta hãy nhìn kỹ trong cái thời điểm này. Thật ra chúng ta không có bào chữa hay là muốn ca ngợi Việt Nam, chúng ta phải nhìn nhận cái sự thiệt. Thí dụ như nói về cái sự mà dân chủ nhân quyền đó ở Việt Nam, ví dụ mà nhìn nhận đừng có so sánh những cái vấn đề của trước đây 30 năm, hay là những cái thời bao cấp, hay là những cái lúc mà mới sau năm 1975 thì nó khác rồi, và cái ánh nhìn lúc đó không thể áp dụng vào lúc này được. Và chúng ta thấy rằng trong cái việc mà cái dịp mà bầu cử tổng thống lần này đó, thì lần này chúng ta thấy rất là bất ngờ. Dĩ nhiên là đi kèm với cái việc mà phát triển kỹ thuật số, ai cũng có một cái phone, ai cũng có thể là lên mạng để mà xem các cái tin tức hết. Nhưng mà một điều chúng ta thấy bất ngờ là các cái đài báo chính thống ở trong Hoa Việt Nam đó, các cái đài báo lớn luôn nữa của nhà nước, truyền hình trung ương, truyền hình của Hà Nội, truyền hình của thành phố Hồ Chí Minh vẫn trực tiếp về cái đề bầu cử của Hoa Kỳ và bình luận liên tục giống như bình luận đá banh vậy đó, mà còn dịch rất là nhiều các cái bài viết. Mà chúng ta thấy là những cái bài viết gần như tôi đọc rất là nhiều các cái bài báo ở Hoa Kỳ đó, của những cái tờ báo có cái khuynh hướng khác nhau đều được Việt Nam dịch hết. Không, báo này báo Tuổi Trẻ dịch thì cũng báo báo này báo kia, báo Mới, báo gì đủ thứ báo hết, báo nào họ dịch hết. Và họ dịch nhiều xu hướng đó, binh ông Trump hay chống ông Trump hay binh ông Biden hay cái gì rồi, kể cả những cái tin tức đưa ra mà nó theo cái kiểu mà mang tính chất là tin giả đó, có khi là cũng được những cái tờ báo Việt ngữ họ dịch ra nữa. Thì họ tạo ra một cái môi trường rất là thoải mái để cho thấy rằng cái việc mà người dân được tiếp cận với các cái thông tin gần như là không có điểm dừng trong cái vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ, và đây có thể là một cái sự đổi mới của Việt Nam chăng, hay là một cái sự mà nói rằng cái không có cái sự tiếp cận thông tin, hoặc là không có cái dân chủ nhân quyền theo cái kiểu là không có được phát biểu là cái tiếng nói là suy nghĩ của mình này kia nọ thì có hay không, hoặc là nói rằng Việt Nam một cái nước không phi dân chủ, không có bầu cử tự do, không là đảng trị các thứ này kia nọ, người ta không có muốn cho biết những cái thông tin ở bên Hoa Kỳ, những cái thông tin mà các đảng phái họ đa đảng đó, rồi họ đấu đá với nhau, hoặc là người dân được bầu tự do các thứ, được ứng cử tự do các thứ. Nhưng mà không có, ở Việt Nam họ vẫn để cho người dân tiếp cận đàng hoàng và cho người dân được tìm hiểu và bình luận với nhau. Chúng ta thấy rằng ở Việt Nam ngay thời điểm này đó, ở từng góc phố hay là các cái quán ăn, hoặc là từ từ cái trong cái gia đình cũng có sự bàn cãi với nhau, và người ta quan tâm đến vấn đề bầu cử của Hoa Kỳ. Có
chúng tôi nghe kể những cái mẫu chuyện về cái việc mà nhiều người đó trong cái quán ăn có khi là cãi nhau về vấn đề là ủng hộ ông Joe Biden, ông hay là ông Trump thắng các thứ này kia, rồi thậm chí họ bắt độ với nhau nữa, thì không biết có chuyện đó hay không. Nhưng mà thực ra thì đó là một cái điều cũng khá là bình thường thôi. Nhưng mà Việt Nam là nhìn nhận về các cái vấn đề mà thông tin đó, rõ ràng chúng ta thấy khác, người ta đâu che giấu gì đâu, việc gì đâu người ta phải sợ. Và cùng với cái hiệp định gọi là ASEP này đó, và ngay cả các cái hiệp định là CPTPP, thì Việt Nam tham gia vào các cái hiệp định đó, ngay cả cái EVFTA cũng vậy nữa, thì có những cái điều khoản, hay nói chung là nó có những cái lộ trình để mà thay đổi và có cái sự là cải cách về các thể chế và nâng cao, hay là nó đồng bộ, nó hoàn chỉnh hóa các cái hệ thống mà của các cái bộ phận quản lý, và ngay cả các từng doanh nghiệp hay là từng cái ngành nghề cũng phải có một cái sự nâng cao nữa. Thì những cái điều đó đó nó đòi hỏi phải thay đổi luật lệ, thay đổi nhận thức và thay đổi về cái quyền nữa. Thì thật ra cái quyền của con người có một sự đổi mới, chính là Đảng Cộng sản Việt Nam họ cũng nói điều đó mà. Họ nói là đổi mới về vấn đề dân chủ, đổi mới về đột phá về cái vấn đề mà thể chế. Thì tất cả những điều đó chúng ta phải hiểu được rằng nó có những cái sự tiệm cận với nhau. Việt Nam hoàn toàn á chấp nhận các cái sân chơi và Việt Nam sẵn sàng thay đổi. Nhưng bây giờ có những ý kiến ở bên ngoài đó, họ nói rằng ở Việt Nam tại sao không cho đa đảng đi, không cho bầu cử tự do, không cho này kia cái nọ đi. Thì thật ra đó, nó cái gì nó cũng phải phát triển đó. Nó cũng phải phù hợp với cái phát triển kinh tế và phát triển với cái sự nhận thức, hoặc là cái thói quen, hoặc là cái tập quán và cái văn hóa của cái người Việt nữa. Và ngay cả nói một cái điều mà có lẽ các bạn cũng hơi dễ tranh cãi đó, đó là vấn đề dân trí. Thì thật ra thì dân trí nó rất là nhiều cái nghĩa mà chúng ta hiểu cái đơn giản thôi, chứ đừng có hiểu mà nó quá sâu sắc theo kiểu là chê bai người khác không có học, vấn đề không phải như vậy. Và khi mà chúng ta tiếp cận á, giống như Hoa Kỳ bây giờ đi, Hoa Kỳ thời hồi đó giờ họ đã quen với vấn đề bầu cử này rồi. Mỗi lần mà bầu cử thì họ chia hai phe vậy, lúc nào cũng có bảy mấy triệu người như thế này, bảy mấy triệu người như thế kia, và họ cãi nhau tanh bành hết. Nhưng mà sau cái đợt bầu cử đã có tổng thống rồi thì thường là họ cũng phải công nhận người đó là tổng thống của Hoa Kỳ thôi, mặc dù thích không thích người ta vẫn công nhận và người ta tiếp tục họ làm việc. Và ở Việt Nam mà nếu mà áp dụng cái điều đó rõ ràng nó rất là khó rồi đó, ngay thời điểm này không thể được rồi. Và mà nếu mà nói là ở Việt Nam người ta muốn thay đổi hay không, hay là có cái vấn đề mà tiến tới cái mức như này như kia hay không, thì thật ra trong cái thời gian tới chúng ta nghĩ rằng vẫn có những cái sự đổi mới, người ta vẫn nói là đổi mới cơ mà. Thí dụ như ngay trong cái thời điểm như hiện nay, cái bầu cử Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã nói rằng cái bầu cử trực tiếp bí thư, bầu cử trực tiếp các cái ban chấp hành gì đó. Rồi thí dụ như trong cái trường hợp mà có cái nghị định cái luật mà đặc biệt về cái khu hành chính ở phía bên thí điểm gì đó ở Đà Nẵng hay nhiều khu vực khác, thì chúng ta thấy cũng có khá nhiều cái ý kiến là nên để cho người dân bầu trực tiếp chủ tịch, ví dụ trong trường hợp Đà Nẵng. Hoặc là dĩ nhiên là những cái điều đó sau đó có những cái sự bàn cãi thì người ta có thể là không thống nhất, nhưng mà chúng ta thấy những ý kiến là đã có rồi. Ví dụ như bây giờ thì trong cái trường hợp gọi là cái khu thành phố đặc biệt gì đó của Sài Gòn mới vừa thông qua, thành phố Hồ Chí Minh mới thông qua, thì nói rằng ở các cái quận huyện ở trong thành phố Hồ Chí Minh là sẽ bỏ đi các cái hội đồng nhân dân mà chỉ là ủy ban nhân dân thôi, cái gì đó. Thì thật ra thì tất cả những cái điều này là những cái điều nó thay đổi. Và chắc chắn một điều rằng tới một cái mức nào đó thì người dân họ muốn như thế nào và họ thấy là cái sự phát triển kinh tế nó làm sao thì Việt Nam sẵn sàng thôi, họ đâu có vấn đề gì. Thì nhưng mà nếu mà áp dụng á theo cái kiểu Hoa Kỳ hay kiểu của nước khác thì thật ra nó không có tương xứng, không thể là chấp nhận được đâu. Và cái vấn đề quan trọng nhất vẫn là vấn đề kinh tế, vấn đề kinh tế làm sao cho người dân họ có việc làm và cái cuộc sống ổn định và cái đất nước nó phát triển đều đặn. Thí dụ như trong năm 2019 thì Việt Nam lần đầu tiên đã vượt sang cái mức là 500 tỷ Mỹ Kim trong cái việc mà xuất nhập khẩu hàng hóa, chính xác là khoảng 514, 15 tỷ gì đó. Và trong đó cái tỷ lệ mà xuất khẩu sang Trung Quốc rất là lớn, có thể là lên tới xuất nhập khẩu sang Trung Quốc lên tới 117 tỷ Mỹ Kim, thì nó chiếm cái tỷ trọng là lớn nhất đó, cái thị trường lớn nhất của Việt Nam. Và nhiều người nói rằng bây giờ cái hiệp định ASEP này đó là theo cái kiểu là hồi xưa thì Hoa Kỳ họ muốn thành lập cái hiệp định TPP thì có lẽ là để kéo Việt Nam vào trong cái nhóm đó, và những người mà họ họ chống Trung Quốc thì họ nói rằng Việt Nam làm như thế thì vào cái TPP có thể là thoát Trung nhiều hơn, cái cơ hội nó tốt hơn. Chứ còn bây giờ thì
cái TPP đã dẹp rồi thì rõ ràng Việt Nam vẫn không thể nào thoát trung được. Thì xin hỏi một câu, đặt ra một câu rằng đó, nếu mà nói về thoát trung theo cái nghĩa là không làm ăn kinh tế của Trung Quốc hoặc là cắt đứt quan hệ Trung Quốc và phát triển mà không cần Trung Quốc, thì thật ra đối với cái địa hình địa thế như Việt Nam mà thậm chí như nhiều nước khác lớn trên thế giới bây giờ cũng không thể nào. Ngay tại Hoa Kỳ đó, Hoa Kỳ có thoát trung được hay không? Chính là trong cái vấn đề và quản lý của hồi đảng Dân Chủ như thời của Obama, cái sự lệ thuộc Trung Quốc còn nhiều hơn nữa. Và ngay cả trong cái thời kỳ ông Tổng thống Donald Trump thì bây giờ phát hiện ra là lệ thuộc Trung Quốc quá nhiều. Một năm việc nước Mỹ phải nhập hàng hóa của Trung Quốc trên 500 tỷ Mỹ kim. Mà trong đó thì tất cả các cái ngành nghề đều lệ thuộc hết. Ví dụ như trong cái dịch Covid-19 này, ta thấy ngoại trừ các cái dụng cụ y tế ra đó, lệ thuộc như là khẩu trang hay là thuốc sát trùng hay là những cái máy móc thiết bị ra, còn lệ thuộc luôn cả thuốc men nữa. Cái thuốc men chính yếu của người Mỹ là những cái nguyên liệu để mà sản xuất những cái thuốc như là béo phì hay là những cái thuốc về tim mạch hay là cao mỡ tiểu đường các thứ này kia nọ, rõ ràng cũng phải nhập từ Trung Quốc về các cái nguyên liệu. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy rằng trong 2 năm trời của ông Trump gần đây đó, ông ta ra rất là nhiều các cái hình phạt, cái xử phạt đối với cái kinh tế Trung Quốc. Nhưng mà cái xử phạt kinh tế Trung Quốc có phải để mà thoát trung hay không? Thật ra là không phải. Ông Trump đã nhiều lần nói Trung Quốc rằng là ăn cắp sở hữu trí tuệ, là chơi không công bằng Trung Quốc, làm lấy đi công việc làm của người dân Hoa Kỳ, ông cướp đoạt tài sản của Hoa Kỳ, cái đủ thứ gì hết. Nhưng mà cái phạt thuế là để cho Trung Quốc ngồi lại làm việc và mở ra cái đường hướng để mà cho Trung Quốc á, có một cái sự nhượng bộ và tạo ra một cái thế công bằng, chứ không phải là đánh Trung Quốc, phạt tới Trung Quốc để mà thoát trung 100%. Chúng ta phải hiểu được điều đó. Chính vì cái việc mà phạt thuế nó cầm chừng, lúc đầu thì ông Trump đâu có phạt là coi như là 25% trên 250 tỷ Mỹ kim đó. Hàng hóa của Trung Quốc nhập sang Hoa Kỳ thành 500 tỷ. Trong đó ông Trump hiện giờ phạt thuế là 25% trên 250 tỷ và phạt là 12,5% trên 120 tỷ Mỹ kim, và trong đó còn 100 mấy chục tỷ nữa thì ông ta cũng hù dọa là sẽ tiếp tục phạt, và còn muốn nói rằng sẽ phạt hết 500 tỷ lên tới mức 225% hoặc là hơn nữa. Nhưng mà sau khi mà ông ta dừng lại ở mấy cái mức mà 250 tỷ và 120 tỷ khác á, là chỉ có 7,5% hạ xuống đó, để mà Trung Quốc ngồi lại và Trung Quốc gọi là cái ký kết giai đoạn 1 đối với ông Trump. Nhưng mà xui một cái thì cái giai đoạn 1 đó đó cuối cùng á nó lại bị phá sản, là bởi vì đó ông Trump á và cái phía bên và phía Trung Quốc á, họ có những cái sự bẻ chĩa, và ông chính quyền tổng thống Trump tố cáo rằng Trung Quốc có sự vi phạm trong cái vấn đề Covid-19 và đã tiếp tay và có những cái đưa ra những cái lý lẽ khác nhau và kết hợp với cái tổ chức y tế thế giới để mà tung tin ra làm hại Hoa Kỳ. Thì ông Trump ổng nói có nhiều thứ, tuy nhiên rằng đó thì cho thấy ở nước Mỹ vẫn chưa có một cái sự thoát trung. Nước Mỹ mãi mãi vẫn sẽ không thoát trung, bởi vì cái sự làm ăn của các cái tài phiệt Hoa Kỳ đó dính liền với Trung Quốc rất là nhiều. Và ông Trump dùng nhiều cái từ ngữ là cái gì, kêu gọi các cái doanh nghiệp của Hoa Kỳ đi ra bên ngoài Trung Quốc, hoặc là trong cái dịch Covid-19 này kết hợp với các cái nước mà bên châu Âu hoặc là nhiều cái nước mà gọi là tài phiệt khác, là kêu gọi để mà ra khỏi Trung Quốc, đầu tư chỗ này chỗ kia hoặc là kéo về chính quốc này kia, là để mà tăng việc làm cho những người trong nước, và đồng thời đó là dùng cái từ gọi là đa dạng hóa cái chuỗi đầu tư, chứ không phải là hoàn toàn là không có Trung Quốc. Bởi vì một cái thị trường Trung Quốc, một cái thị trường 1,4 tỷ dân, mà cái kim ngạch xuất nhập khẩu, cái gọi là GDP của Trung Quốc bây giờ đã tới 15.000 tỷ, một con số kinh khủng. Trong khi bây giờ cái khối ASEAN này đã 600 mấy chục triệu dân mà có mấy ngàn tỷ thôi, chưa coi như là khoảng chừng 5-6 ngàn tỷ, là 5 ngàn, coi như là khoảng chừng 4 ngàn tỷ là không có nhiều nữa, thì nó rất là ít. Mà trong khi đó nguyên cái khối mà chúng ta thấy là 15 nước là mới vừa ký ASEP này đó cũng chỉ khoảng 26 ngàn tỷ thôi. Mà Trung Quốc mà họ rút ra một cái, chúng ta thấy là 15 ngàn tỷ nó rút ra thì còn có 9 ngàn tỷ, mặc dù có cái nước lớn như là Úc đó hoặc là Nhật Bản luôn đó, và có luôn là coi như là New Zealand nữa hoặc là Hàn Quốc, nhưng mà nó cũng không đủ. Chính vì cái điều này mới cho thấy được rằng cái vai trò của Trung Quốc rất là lớn, và cái thị trường của nó là cái món mồi mà các nước đều muốn vào. Ngay cả châu Âu cũng vậy, châu Âu mà, bởi vì sao người ta nói là châu Âu gục tùng ở Trung Quốc. Ví dụ nước Ý á,
có thể nói là bị Trung Quốc mua, hoặc là Tây Ban Nha bị Trung Quốc mua chuộc, hoặc là nước Pháp này lững lờ theo cái kiểu này cái nọ, hoặc là yếu thế trước Trung Quốc. Thật ra thì cái vị thế Trung Quốc bây giờ họ biết họ rất là mạnh. Và trở về vấn đề Việt Nam, vậy Việt Nam phát triển trong thời gian rất là dài, trong mấy chục năm vừa qua đó, ngay cả trong cái lúc mà chưa có bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, thì Việt Nam cũng đã mở lại bình thường hóa với Trung Quốc trước rồi, và những kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với Trung Quốc tăng rất là đều. Dĩ nhiên là chúng ta có những cái sự ý kiến khác nhau trong cái việc mà Việt Nam không có kiểm soát biên giới, hoặc là để cho cái hàng phi mậu dịch qua nhiều quá, hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng độc hại, hàng gì này kia nọ. Nhưng mà cùng với cái sự phát triển á, càng lúc cái tăng lên cái trình độ của cái vấn đề mà kiểm soát. Và bây giờ tham gia vào cái ASEP thì rõ ràng là nó có một cái vấn đề mà kiểm soát chéo với nhau nó càng cao hơn nữa. Và ở Việt Nam với Trung Quốc là đã làm ăn xuất nhập khẩu trong năm 2019 đã là 117 tỷ Mỹ Kim, là một con số rất là lớn rồi. Bây giờ mà thiết nghĩ là 514 tỷ, mà trong đó Trung Quốc làm ăn là hết 117 tỷ. Bây giờ mà nói rằng thoát Trung Quốc là thoát kiểu nào? Trong khi mà làm ăn với Hoa Kỳ đó 25 năm rồi đó, phát triển rất là dữ dằn đó, mà bây giờ nói rằng mơ lắm á, là năm nay chỉ được 90 tỷ thôi. Nghĩa là vẫn còn thấp. Dĩ nhiên là có ý kiến nói rằng Việt Nam quan hệ với Trung Quốc là bị thâm thủng mậu dịch, theo chỉ Việt Nam mất 40 tỷ để mà nhập nhập siêu. Nhưng mà cái nhập siêu đó, nhập siêu nguyên liệu, nhập siêu để mà sản xuất, nhập siêu để mà mình mua những cái hàng hóa của Trung Quốc để mà mình tạo ra các cái của cải để mà sản xuất lại, thì thật ra những cái vấn đề đó có thể nhập siêu ở khu vực này nhưng mà sẽ xuất siêu ở khu vực khác. Thí dụ như trong cái vấn đề mà xuất siêu sang Hoa Kỳ chẳng hạn, nhưng mà Việt Nam vẫn bị nhập siêu đối với cái đất nước là gọi là Nam Hàn, nhưng mà Việt Nam vẫn xuất siêu qua những cái khu vực khác, có là xuất siêu qua Nhật Bản, xuất siêu sang Úc chẳng hạn, và tới đây có thể là xuất siêu rất là nhiều chục tỷ sang châu Âu. Thì tất cả những cái điều này đó cho thấy rằng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ với Việt Nam, hay là giữa Việt Nam với Trung Quốc, và trong cái quan hệ tay ba này nó vẫn rất là bình thường thôi. Mặc dù có cái ASEP hay không có cái ASEP, hay là vấn đề CPTPP, thì nó vẫn như thế thôi. Bởi vì sao? Bởi vì giữa Việt Nam với Hoa Kỳ có một cái hiệp hiệp định đó, gọi là BTA, là cái hiệp định hợp tác về kinh tế. Và đối với Trung Quốc cũng vậy, Việt Nam có một cái hiệp định coi như là đối tác chiến lược rồi. Và bây giờ đó, cái ASEP này thật ra nó ký kết với cái khối ASEAN đó, thì cái khối ASEAN này họ cũng cũng vẫn như vậy thôi. Họ cũng coi như là tạo ra một cái môi trường chung để mà họ có thêm những cái cơ sở pháp lý, và để mà các cái nước nó có cái vai trò trong cái chuỗi cung ứng chung trong cái khối thôi, để mà phát triển trong từng cái giai đoạn mà họ của cái chuỗi cung ứng đó thôi. Chứ còn về cơ bản đó thì nó cũng không có thay đổi nhiều, nó không có lợi hơn hay là nó không có hại hơn. Và bởi vì chúng ta thấy rằng cái khối ASEAN đã có ký các cái hiệp định mà gọi là FTA đối với từng nước một, thí dụ như FTA cộng một, ASEAN cộng một thì cộng với có ký ASEAN ký với Trung Quốc là riêng, ASEAN ký với Hàn Quốc riêng, rồi ký với Nhật Bản riêng, rồi có ý với New Zealand riêng, và ký với nước Úc riêng. Cho nên là tất cả những cái điều đó đó cho thấy là bây giờ thì họ ký với tất cả các nước rồi, bây giờ gom chung lại vẫn giống nhau thôi. Bây giờ ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam cũng đã có ký hết với tất cả các nước đó. Việt Nam có ký với các nước trong khối ASEAN theo một cái thị trường chung, rồi có ký với từng nước trong năm nước kia. Và cái ý kiến mà nói rằng Trung Quốc họ hưởng lợi bởi vì tham gia vào cái hiệp định này, thì đúng đúng là Trung Quốc có hưởng lợi, là bởi vì Trung Quốc có lẽ là họ khi mà họ không có một cái hiệp định làm ăn mà nó chặt chẽ đối với phía bên Nhật Bản chẳng hạn, hoặc là đối với trường hợp của nước Úc, và chính vì vậy mà nhiều khi họ có những cái sự bẻ chĩa. Và nước Úc tham gia với cái hiệp định này, nước Úc có bị Trung Quốc nó nuốt hay không? Thật ra thì các nước đều có lợi hết. Chúng ta thấy là trong cái việc mà Biển Đông vừa qua đó, ở bên nước Úc họ có những cái ý kiến ý cò đối với Trung Quốc, theo kiểu là họ lên tiếng nói là Trung Quốc sử dụng bạo lực hoặc là tuyên bố vô lý này kia nọ, thì Trung Quốc họ muốn tự tẩy chay, họ không muốn nhập thịt bò của Trung Quốc các thứ này kia nọ. Nhưng mà những cái điều đó đó, khi mà đã vào trong cái khối ACEP này đó, thì thật ra Trung Quốc không có còn những cái hành xử mà muốn tự tiện được, hoặc là ngay cả nước Úc cũng không thể mà tùy tiện được.
Bởi vì họ có những cái việc quy định rất là rõ trong cái việc mở cửa thuế quan rồi cái việc mà giảm thuế như thế nào thế này kia nọ, thì tất cả những cái điều đó đó nó đã rõ ràng rồi, nó đã có cái quy định chung, cái sân chơi chung rồi. Và các nước khi mà vào trong một cái thị trường chung như thế này, họ có cái sự cạnh tranh như thế nào, họ có những cái quy định rất là rõ. Còn cái CPTPP cũng rất là vậy thôi, cái tiêu chuẩn của CPTPP thì nó cao hơn. Và ở những người mà họ thích cái CPTPP đó, họ nói rằng ông Trump bỏ đi những cái điều đó. Thì thật ra thì ông Trump có bỏ điều đó, nhưng mà ông Trump ký kết với từng nước, mà ông Trump mà thỏa thuận riêng với Việt Nam để mà làm ăn ở Việt Nam, thỏa thuận riêng với từng nước trong khu vực, ví dụ như Singapore hay là Mã Lai hoặc là Brunei hay là những cái nước khác, ngay cả Chile hoặc là Mexico hay là Canada, các nước thì cái đó rõ ràng những cái điều đó. Cho nên là vẫn là đi vào cái thị trường đó, nói vụ Hoa Kỳ vẫn là thuế sức như thế này thế kia. Thí dụ như là trong cái khối TPP đi, mấy 12 nước họ nói là để tạo một cái thị trường chung và mở cửa cái nền kinh tế và tạo điều kiện xuất khẩu cho những cái nước này khi đi vào Hoa Kỳ, thí dụ có thuế suất bằng không hoặc là thuế suất được giảm nhẹ, tránh đi các cái ưu đãi. Thì có TPP không có TPP thì khác nhau như thế nào? Khi mà nước Mỹ đó, họ phạt Trung Quốc đó, lên tới 25%, thì như vậy đối với các nước Việt Nam không không có ký Việt Nam là cái TPP, thì Việt Nam nhập vào nước Mỹ bao nhiêu phần trăm? Có phải là cạnh tranh với Trung Quốc cũng quá tốt không, cần gì mà phải có cái TPP? Và Việt Nam vẫn có cái lãi suất ưu đãi 2-3%, thậm chí là 0% trong rất là nhiều cái nhiều cái món hàng, ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái điều này đó cho thấy là cái chính sách của mỗi một cái vị tổng thống, là một cái đảng phái họ quản lý gì nữa, thì thật ra đó họ muốn đối chọi với Trung Quốc thì nó sẽ là đối chọi Trung Quốc, và họ muốn nâng Trung Quốc lên thì là Trung Quốc lên, chứ không có cái việc mà nói rằng là rút ra cái TPP thì nó sẽ là làm cho Trung Quốc họ hùng mạnh lên hay là giao sân chơi Trung Quốc. Nước Mỹ vẫn là cái nước đang chủ đạo, có thể nói rằng chưa có một cái nước nào phát triển trên thế giới, kể cả Trung Quốc, mà không có Mỹ. Trung Quốc bây giờ cũng phải cần Mỹ. Trung Quốc mặc dù là nước Mỹ có la lối cỡ nào, Trung Quốc có đi tìm thị trường khác để mà thay thế các thứ này kia nọ, nhưng mà họ cũng không thể nào mà thay thế Hoa Kỳ. Và bây giờ cái thị trường này đó, cái thị trường mà ASEAN đó, là Trung Quốc xuất khẩu nhiều nhất, xuất khẩu họ xuất khẩu sang ASEAN còn nhiều hơn xuất khẩu sang Hoa Kỳ nữa. Năm rồi họ xuất khẩu lên tới 500 mấy chục tỷ đó, trong khi họ xuất khẩu sang Hoa Kỳ chỉ có 500 tỷ thôi, 500 hai mấy tỷ thôi. Cho nên là thành ra cho thấy rằng cái thị trường bên đây rất là quan trọng, và Trung Quốc họ cũng phải chú trọng, và họ cần phải phát triển đồng bộ, giống như Việt Nam không thể nào phát triển mà bỏ Trung Quốc hoặc là bỏ Hoa Kỳ. Đó là một cái điều rất là chắc chắn chúng ta mới hiểu được, bởi vì người dân Việt Nam họ cần rất là nhiều thứ, họ cần các cái nguồn nguyên liệu, họ cần các cái thị trường, kể cả nông sản của Việt Nam cũng cần cái thị trường của Trung Quốc. Thì bây giờ làm ăn với Trung Quốc mà nó chưa chặt chẽ thì quy định lại thôi, và nó kiểm soát chặt chẽ hơn, hoặc là bắt ký kết hợp đồng lại, bắt ràng buộc vào quy định này quy định kia thôi, và tất cả mọi thứ đều có sự được điều chỉnh hết. Và bây giờ cái sự mà đa dạng hóa theo rất là nhiều các cái chuỗi cung ứng như thế này đó, thì chắc chắn một điều là cái sự tiêu dùng của người Việt Nam cũng phải nâng cao rồi. Người Việt Nam có nhiều cái sự lựa chọn không, không có việc gì họ phải mua hàng Trung Quốc không cả. Và từ cái việc đó đó, nó sẽ có cái điều kiện hơn cho người dân họ tiếp cận với những hàng hóa của Úc, của thịt bò Úc, thịt bò Mỹ, thịt bò của hoặc là những cái trái cây của nước này nước kia, nó sẽ tránh được các cái sự độc hại hay là cái hàng kém chất lượng của Trung Quốc. Và Trung Quốc họ muốn chiếm được cái thị trường trong cái khu vực ASEAN, chắc chắn một điều họ phải tự cải thiện, và cái điều này sẽ làm cho các cái doanh nghiệp trong nước Việt Nam cũng phải tốt lên thôi, và cái người dân Việt Nam cũng có nhiều cái cơ hội để mà làm ăn hơn, có cái nhiều cơ hội tiếp cận hơn. Và chúng ta thấy là trong mấy ngày vừa qua có khá nhiều các cái sự đầu tư của nước ngoài đó, họ đến Việt Nam và họ đặt nhiều vào cái việc mà phát triển cái hệ thống gọi là logistics, vận chuyển rồi đó, và cái cầu cảng rồi, bắt cả có khá nhiều các cái ngành nghề liên quan đến vấn đề đó. Và những cái điều mà họ đầu tư như thế thì họ rõ ràng họ nhìn nhận thấy là ở Việt Nam có khả năng phát triển rất là cao, cho nên là họ mới đầu tư vào cái lĩnh vực đó, nhất là trong cái vấn đề mà xuất nhập khẩu đó. Và nhận định rằng trong cái việc mà xuất nhập khẩu lần này thì chắc chắn một điều rằng là theo cái kiểu họ nói là cái ký kết hiệp định mà ASEP này đó, thì Việt Nam có thể là tăng cái GDP mỗi năm lên khoảng 1%, và nếu mà làm tốt á, còn cái việc mà
phát triển cái kinh tế có thể là lên tới 4 chấm 4 chấm mấy đó, thì đây là một cái điều mà họ dự định thôi. Dĩ nhiên là cũng có đánh giá rằng là cái TP có thể là cái cơ hội nó cao hơn, bởi vì cái TPP nó chiếm tới 30%, gần coi như lúc đó là ta tính rằng hơn 30%, gần 40% cái GDP toàn cầu, và cái thị trường thì nó chiếm tới hơn 30% dân số. Và bây giờ thì trong cái này thì cái ASEP thì cũng nó thấp hơn, nó chỉ khoảng chừng 30% cái GDP toàn cầu thôi. Nếu như có Ấn Độ vào thì nó khá hơn một chút về cái dân số, nhưng mà nó cũng không bằng cái TPP. Còn cái TPP, nhưng mà ngược lại thì TPP nó có những cái yêu cầu đòi hỏi cao hơn, và nó đòi hỏi cái áp lực nó cao hơn, trong khi ở trong cái khu vực này nó không cao. Nhưng mà rõ ràng đó thì ở Việt Nam, như ngày hôm qua ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trả lời như thế, thì mới thấy rất là rõ là về cái vấn đề mà quan hệ giữa Việt Mỹ, về cái vấn đề mà ông Trump hay là ông Joe Biden làm tổng thống, thì Việt Nam vẫn rất là bình tĩnh, không có vấn đề gì hết, và Việt Nam vẫn là quan hệ rất là tốt đẹp. Và nói rằng những cái việc gì đi nữa thì cái sự phát triển của Việt Nam với Mỹ vẫn tiến triển thôi. Và bây giờ về cái đề dân chủ nhân quyền thì lần này đó là khối ASEAN không có đưa ra các tiêu chí đó để mà bàn cãi, cho nên là nếu mà có vấn đề mà đặt dân chủ nhân quyền thì Việt Nam cũng không làm gì hết. Nói chung là cái khối ASEAN họ cũng không có nói gì hết, bởi vì họ không có chương trình nghị sự làm sao họ nói. Và ở khối ASEAN họ cũng chỉ dừng lại ở mức độ là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, cũng chỉ dừng lại đó thôi. Còn ví dụ như trường hợp mà những cái lãnh đạo của Hoa Kỳ khi mà nói về những dân chủ nhân quyền ở nước nào thì họ tác động đó, ví dụ như ở Việt Nam cũng đã quá quen những việc đó rồi. Việt Nam với Mỹ cũng thường xuyên mỗi năm cũng có một cái gọi là đối thoại nhân quyền các thứ này kia cái nọ, thì cái điều đó cũng quá quen rồi, và năm nay cũng có làm như thế, thì người ta cũng nói lung tung sờ ngầu hết, thì cuối cùng cũng bắt tay nhau rồi cũng về thôi. Rồi Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ cũng chứng nhận là ở Việt Nam có tiến bộ về dân chủ nhân quyền, rồi cứ thế là cứ làm thường xuyên vậy. Thì thật ra làm thường xuyên như thế cũng tốt, cũng có những cái sự hiểu biết lẫn nhau để mà coi cái cách Hoa Kỳ họ nhận định vấn đề như thế nào, và cái sự điều chỉnh của Việt Nam từng lúc nó càng phù hợp hơn để mà cái sự phát triển kinh tế nó cao hơn thôi. Thì ý kiến nhiều ý kiến, rất là nhiều ý kiến khác nhau lắm. Người ta nói rằng cái việc mà phân phối lại thu nhập hoặc là chăm lo cái vấn đề mà đời sống của người dân đó, đó là vấn đề quan trọng, là tại sao một cái đất nước họ không quan tâm này, không lo cái kia này nọ. Thí dụ ở Hoa Kỳ đó, ngay tại Hoa Kỳ cũng bị cãi nhau về vấn đề đó nữa. Thí dụ như cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump, những người theo đảng Cộng hòa và những người theo đảng Dân chủ họ cũng cãi nhau ông tội hết. Người theo đảng Dân Cộng hòa thì nói rằng cái đảng Dân chủ là theo kiểu là muốn phân phối là các thu nhập theo cái kiểu là bao cấp, theo cái kiểu là lo cho người dân này kia cái nọ, các cái quyền này quyền kia, theo cái kiểu là chủ nghĩa xã hội. Và ngược lại thì ở bên Dân chủ, bên Cộng hòa thì ở Dân chủ thì nói là Cộng hòa là bức lột hay là muốn này kia cái nọ, nhưng mà ở Cộng hòa thì họ nói là họ muốn cho người dân đi làm, và cái quan niệm của họ là đi làm đó, tạo ra của cải vật chất mới là quan trọng, chứ không phải nằm ở nhà hưởng lương là quan trọng, hoặc là anh cần phải miễn phí vẫn là tiền học, tiền bệnh viện, tiền cái gì cũng bao cấp hết. Thì thật ra những cái tiêu chí đó rất là tốt, nhưng mà tiền ở đâu mà xài? Hồi trước là xây dựng cái nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội, nhiều nước đi theo như cái hướng đó, muốn bao cấp hết nhưng mà không làm được. Ví dụ Liên Xô cũng đã rất là khó khăn, các nước mà ở bên Đông Âu cũng vậy, ngay cả Việt Nam khi cái đời đầu là phát triển cũng muốn bao cấp hết, nhưng mà bệnh viện thì không ra bệnh viện, trường học thì không ra bệnh trường học, thuốc men thì nó không có đầy đủ, cái gì cũng không có đầy đủ hết, làm nó làm cho nguyên cái xã hội nó rất là yếu kém. Và chính vì cái điều đó người ta mới đẩy sang cái nền kinh tế thị trường, và để cái thị trường nó điều chỉnh, rồi sau đó nó phát triển kinh tế nó cao lên mới lấy cái tiền lời đó đem lo lại cái vấn đề mà an sinh. Và cái quan niệm của cái đảng Cộng hòa của Hoa Kỳ họ nghĩ như thế, họ nói rằng quan trọng không phải là tiêu xài bao nhiêu, hoặc là tiêu xài cho cái vấn đề gì bao nhiêu và xài cho vấn đề gì, quan trọng là làm được bao nhiêu. Thí dụ như mình nói rằng một người mà xài mỗi một tháng 5 triệu là nhiều quá, nhiều quá là nó không có quan trọng là một tháng mình xài 5 triệu hay là 10 triệu, quan trọng là một tháng mình làm được bao nhiêu. Một tháng mình làm được 30 triệu mà mình xài 50 triệu thì nó cũng thể chấp nhận được, nhưng mà ngược lại một tháng mình làm chỉ có được 5 triệu thôi mà mình xài có 4 triệu là mình cũng quá nhiều rồi, không thể nào chấp nhận được. Cho nên là
Làm sao phải có nhiều tiền, ví dụ như trước kia các nước Cuba, các cái nước mà kể cả Venezuela cũng vậy, một cái nước phát triển mạnh nhất của cái khu vực Nam Mỹ khi đó, mà khi đó thì cái thu nhập của Venezuela tính là đầu người rất là cao, họ tính là Venezuela đã vượt ra khỏi các cái nước mà gọi là bảy thu nhập trung bình rồi đó. Venezuela là cái nước mà đi vào cái nước phát triển rồi, đến mức độ như thế luôn mà. Và hình như năm 2014 thì phải đó, nhưng mà sau đó đó các cái chính thể, cái người mà lên cầm quyền của Venezuela họ thấy được cái lý thuyết mà bao cấp hay quá, họ quay sang họ muốn làm những cái điều đó. Khi mà cái tích lũy xã hội họ cao, họ muốn sử dụng cái đồng tiền đó, đi trị bệnh miễn phí, đi học miễn phí, đi cái này miễn phí, chính phủ lo này chính phủ lo kia, cuối cùng á cái ngân sách không có đủ, bởi vì cái thu nhập không cao rồi cái ngân sách họ không gánh nổi, cho nên thành ra họ phá vỡ các cái cơ cấu hết, mà đến đổi cái thị trường mà gọi là bao cấp đó họ không đủ cái năng lực để mà phát ra, đến đổi mà giấy đi vệ sinh còn không có nữa. Ngay cả thức ăn cũng không có, và cái xã hội hoàn toàn rối loạn mà đến bây giờ cũng không vực dậy nổi. Thì chính vì cái điều đó đó cho nên chúng ta phải hiểu được là tại sao người dân Hoa Kỳ đó họ tố với nhau, ví dụ đảng Cộng Hòa họ tố đảng Dân Chủ là đi theo chủ nghĩa xã hội, thật ra là đi theo chủ nghĩa xã hội là họ muốn ám chỉ về vấn đề mà bao cấp thôi, vấn đề mà nói về an sinh xã hội, nói về những cái lý tưởng cao siêu là tiêu xài như thế này thế kia, lo cho này cái kia nọ, nhưng mà thực tế thì cái cách lo nó phải từng bước. Thí dụ như Việt Nam cũng nói rằng là phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì định hướng xã hội chủ nghĩa thì chủ yếu là vấn đề mà phân phối lại thì đúng hơn, chứ còn cái quan hệ mà làm ăn kinh tế là rõ ràng kinh tế thị trường nó thuần túy nó đã là thị trường rồi và phải tuân theo những cái tiêu chí của nó thôi. Còn cái vấn đề mà sử dụng các cái lợi ích đó để mà phân phối trong cái xã hội, cái đó mới là cái định hướng xã hội chủ nghĩa. Và rõ ràng Việt Nam bây giờ cũng chăm lo rất là nhiều thứ, chúng ta thấy là về người già cũng có, người bệnh, người yếu, dĩ nhiên là cái mức nó thấp bởi vì căn cứ theo cái sự phát triển của kinh tế và căn cứ theo cái nhu cầu ở bên Việt Nam, thì rõ ràng những cái điều đó cho thấy rằng cũng rất là tiệm cận với thế giới. Và trong các cái quy định về xóa đói giảm nghèo của các cái quỹ tiền tệ thế giới, của ngân hàng thế giới hay nhiều cái định chế khác, thì rõ ràng Việt Nam cũng rất là tiếp cận và càng lúc nó càng đi đúng hơn. Thì thật ra những cái điều này đó chúng ta không thể nào mà nói rằng cái kiểu mà nó vụt tắt được, hoặc là áp dụng cái cách của Hoa Kỳ vào Việt Nam được, hoặc là so sánh Trung Quốc, hoặc là bây giờ theo kiểu là nói là bài Trung Quốc đi, theo kiểu là thoát Trung đi này kia nọ, thì cảm đúng. Dĩ nhiên là mình cũng thông cảm được rằng là nhiều người ở Việt Nam á họ rất là ghét Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc đã có những cái sự gây hấn ở cái vùng Biển Đông, và đối với cái vùng Biển Đông cái sự mà lớn tiếng của Trung Quốc, cái sự mà bắt nạt của Trung Quốc á giống như là cái kẻ thù của Việt Nam luôn. Nhưng mà đối với vấn đề kinh tế thì Trung Quốc đóng vai trò rất là lớn trong cái vấn đề làm ăn kinh tế của Việt Nam, tạo ra công ăn việc làm, tạo ra khá nhiều cái vấn đề và nó làm cho Việt Nam ổn định tới thời điểm ngày hôm nay. Thì cái vai trò và cái nền kinh tế của Trung Quốc, cái thị trường của Trung Quốc rất là quan trọng và mãi mãi sẽ còn quan trọng, bởi vì Việt Nam không thể dời đi chỗ khác và Việt Nam cũng không thể nào dời chỗ khác, bởi vì làm ăn kinh tế là một nước mà hạng nhì thế giới, mà cái nước có thị trường dân số lớn gấp 5 lần cái nước Mỹ, 1 tỷ tư dân đâu ít. Bây giờ bán chuối thôi, bây giờ mà đem 1 triệu trái chuối, 1 tỷ trái chuối qua bên đó làm chuối không bán cũng giàu, làm cái gì? Dĩ là họ chấp nhận mình được, mình cũng có thể là làm được. Cho nên là thành ra nói rằng cái vấn đề mà thoát trung theo cái kiểu mà cơ học, theo cái kiểu mà máy móc, chắc chắn một điều là không còn, mà mãi mãi là không có. Ngay cả Trung Mỹ có làm được đâu, bây giờ ông Joe Biden có lên đó được á, mà ông Joe Biden có làm được không? Người ta nói ông Joe Biden lên nó còn lún sâu hơn Trung Quốc nữa kìa. Thì dĩ nhiên cái điều đó chúng ta đợi đi, có thể là ông Trump không làm nữa thì ông Joe Biden làm, thì chúng ta sẽ thấy những cái điều đó thôi. Chúng ta sẽ đúng cái góc độ là phản biện, chúng ta sẽ hiểu được cái vấn đề như thế nào. Và thì đó là một số những vấn đề mà chúng tôi muốn nói thôi, và chúng ta xin tạm dừng ở đây bởi vì nó quá dài rồi. Rất là cảm ơn quý vị đã chịu khó và lắng nghe. Xin kính chào.